Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình trực tiếp tối nay, thứ hai ngày 15 tháng 2. Tuyên Quang phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản 5 năm tới tăng 4% một năm. Cần nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong phần tin quốc tế, Hàn Quốc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội xuống mức 2 ở khu vực thủ đô. Dịch bệnh Ebola quay trở lại khu vực Tây Phi sau 5 năm vắng bóng. Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành những vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Từ một tỉnh chưa có tên trong bản đồ các sản phẩm nông nghiệp, thì nay Tuyên Quang đã vươn lên tạo ra các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có vị trí trên thị trường tiêu thụ trong nước. Phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản 5 năm tới tăng 4% một năm. Với cây bưởi, một trong những cây trồng thế mạnh của nhiều địa phương tại Tuyên Quang, tỉnh đã tổ chức quy hoạch vùng trồng bưởi, chuyển giao kỹ thuật và quy trình canh tác cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ cho người sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại. Người trồng bưởi đang dần đi theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm với trên 70 hectare sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ. Cũng tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân tức là chăm sóc theo cái hướng coi là hữu cơ, là áp dụng các cái tiêu chuẩn coi là kỹ thuật khoa học vào để coi là chăm sóc cái vườn cây ăn quả. Đấy thì cũng coi từ đó để thay đổi được cái những cái nếp nghĩ trong cái cách sản xuất của bà con nhân dân, và cũng coi là từ đó để coi là tăng được cái thứ nhất là về cái năng suất, và thứ hai nữa là về cái giá trị của cái sản phẩm để đưa ra thị trường. Sản phẩm chè đứng thứ 5 toàn quốc về diện tích, sản lượng và có sản phẩm chè xuất khẩu vào các nước Đông Âu, Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản với trên 4.000 tấn chè khô. Năng suất chất lượng sản phẩm cam sành ngày càng được nâng cao với trên 700 ha cam sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ. Sản phẩm cam vào được nhiều chuỗi siêu thị lớn. Lâm nghiệp tiếp tục phát triển hiệu quả bền vững, gắn với phát triển công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn. Duy trì độ che phủ của rừng trên 65%, đứng trong top đầu cả nước. Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt gần 1.500 tỷ đồng. Sản phẩm cá đặc sản nuôi bằng lồng trên sông Hồ Thủy Điện là 2.200 lồng, trong đó có 1.100 lồng cá đặc sản. Đó là những kết quả nổi bật mà phát triển nông nghiệp hàng hóa mang lại tại Tuyên Quang. Hiện tại, tỉnh có trên 40 sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Từ một tỉnh chưa có các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, đến nay Tuyên Quang đã có tên trong bản đồ các sản phẩm nông nghiệp nổi bật trong các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, với giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm tăng trên 4% trên năm. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 của chúng tôi đã xác định là một trong ba khâu đột phá chính là phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa với một cái giá trị chất lượng gia tăng cao, với một cái sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản để gắn với xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống cho nhân dân. Thế và để làm được việc đó đấy, thì giải pháp chúng tôi tập trung là xây dựng các cái vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ và vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời với đó là phải nâng cao cái chất lượng, rồi mẫu mã, sản phẩm. Về lâm nghiệp thì chúng tôi đang tập trung xây dựng lâm nghiệp của Tuyên Quang để trở thành một cái điển hình của lâm nghiệp của cả nước về cái thu nhập. Chú trọng phát triển các vùng nông sản hàng hóa tập trung, khuyến khích người nông dân đầu tư khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại và giải quyết được bài toán đầu ra. Nông nghiệp hàng hóa đang tạo ra những thay đổi đột phá cho tỉnh Tuyên Quang. Từ năm 2015, tỉnh Tuyên Quang bắt đầu thí điểm xây dựng chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản trị Rừng Thế giới FSC. Sau 5 năm thì Tuyên Quang được đánh giá là địa phương đi đầu cả nước phát triển rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Nhờ những cơ chế chính sách phù hợp, hiệu quả, hướng đi này đã giúp cho nhiều hộ dân địa phương sống tốt và có thu nhập cao từ nghề rừng. Từ nhiều năm nay, rừng là nguồn thu nhập chính của gia đình bà An. Khi xã phối hợp với các ngành chức năng triển khai chương trình cấp chứng chỉ rừng FSC, gia đình bà là một trong hơn 500 hộ dân đã đăng ký cấp chứng chỉ FSC với trên 10 ha. Tham gia chương trình, bà được tập huấn về tiêu chuẩn rừng quốc tế. Rừng được quản lý chặt chẽ, chăm sóc theo đúng kỹ thuật.
nên năng suất chất lượng gỗ được nâng cao. Với giá trị gỗ rừng trồng tăng từ 10 đến 15% khi rừng đã có chứng chỉ, 10 hectare rừng keo này sẽ mang về hàng tỷ đồng. Trồng theo tiêu chuẩn ý, thì là cây nó mang lại cái đạt hiệu quả rất là cao, bởi vì trước kia là làm nó không có cái kỹ thuật nên dẫn đến là cây cối là không mang lại hiệu quả. Yên Sơn là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế lâm nghiệp, trồng rừng FSC và triển khai cơ chế chính sách của tỉnh để hỗ trợ người trồng rừng nâng cao thu nhập từ rừng. Đến nay, diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC của huyện là trên 7.200 ha, tỷ lệ che phủ rừng là 61%. Quan trọng hơn, trồng rừng FSC đã giúp cho người dân nhận thức được hiệu quả của phương thức sản xuất mới đối với môi trường, xã hội và kinh tế. Không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập, trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC còn giúp người dân thay đổi nhận thức để phát triển rừng theo hướng bền vững. Rất mong muốn các cấp, các ngành, các lãnh đạo từ địa phương cho đến trung ương làm sao quan tâm hơn nữa để là hỗ trợ cho bà con nhân dân cũng như là những cái người đang thực hiện theo cái chương trình cấp chứng chỉ rừng bền vững này sát sao hơn để thực hiện làm sao mang lại cái hiệu quả kinh tế cao nhất. Cái lợi đầu tiên là rừng không bị xói mòn, sạt lở. Cái thứ hai nữa là cái không có cái lượng thuốc sâu, lượng thuốc bảo vệ thực vật, cho nên là không ảnh hưởng đến đất đai, không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Thế còn thực hiện tốt thì tức là mình có cái sản phẩm bán được giá cao hơn giá bình thường, cho nên là cái thu nhập của nhân dân thì sẽ được cao hơn, sẽ được đời sống sẽ tốt hơn. Trên những cánh rừng FSC giờ đây đã không còn rác thải. Ý thức của người trồng rừng trong bảo vệ môi trường được nâng lên. Tình trạng đốt thực bì trước khi trồng cây cũng giảm hẳn. Hiện toàn tỉnh đã có gần 36.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC, đứng thứ hai toàn quốc. Lợi thế lớn về vùng nguyên liệu cùng với những chính sách thu hút đầu tư phù hợp, Tuyên Quang đã và đang là điểm đến của các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này và dần trở thành trung tâm sản xuất lâm nghiệp của cả nước. Thực hiện cái chính sách quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng quốc tế thì nhận thức của các cấp ủy, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp và người dân tham gia sản xuất lâm nghiệp đã được nâng lên một bước. Trước đây thì có thể là sản xuất theo hướng là quảng canh và chúng ta sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như là cái việc là xử lý môi trường sau khai thác cũng như là trồng rừng là chưa tốt. Thì khi thực hiện cái quản lý rừng bền vững này thì những cái tồn tại hạn chế trên đã được khắc phục triệt để. Đặc biệt là đối với các công ty sử dụng cái chứng chỉ gỗ FSC thì khi mà mua cái gỗ của người dân thì đã trả thêm cho người dân là và các doanh nghiệp mà có gỗ là 15%, thông thường là khoảng độ 15 triệu một hecta. Đây có thể nói là một cái nguồn thu rất là lớn đối với các cái doanh nghiệp cũng như là các hộ gia đình sản xuất lâm nghiệp. Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2035 sẽ cấp chứng chỉ quản lý rừng cho hơn 75% diện tích rừng trồng sản xuất hiện có toàn tỉnh, Tuyên Quang tiếp tục vận động người dân duy trì, mở rộng diện tích rừng trồng đã được cấp chứng chỉ. Đặc biệt, chú trọng thực hiện hiệu quả chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp chế biến với doanh nghiệp sản xuất lâm nghiệp, hợp tác xã và nhóm hộ trồng rừng, góp phần từng bước đưa Tuyên Quang trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế lâm nghiệp của cả nước. Tết Nguyên đán là dịp để mọi người sum họp gia đình, nhưng đối với các cán bộ ở trạm kiểm lâm xã Thanh Tương, huyện Na Hàng, thì họ luôn phải bám địa bàn cùng với người dân nơi đây tuần tra bảo vệ rừng. Nhận công tác tại hạt kiểm lâm đặc dụng Na Hàng được 2 tháng, anh Nguyễn Văn Thanh được phân công nhiệm vụ tại chốt kiểm lâm Bản Bung thuộc xã Thanh Tương, huyện Na Hàng. Năm nay là năm đầu tiên anh Thanh không được đón Tết cùng gia đình. Tình yêu với công việc, với rừng đã giúp anh vượt qua nỗi nhớ nhà trong những ngày Tết. Được sự động viên của các chú, các anh đi trước là động viên thì cũng học hỏi kinh nghiệm, cố gắng và được giao nhiệm vụ bảo vệ cánh rừng Na Hàng, mình cảm thấy mình được đóng góp vào một phần nào vào việc quản lý bảo vệ rừng. Chốt đóng tại thôn Bản Bung thuộc trạm kiểm lâm xã Thanh Tương, quản lý trên 1.600 hectare rừng đặc dụng. Địa hình hiểm trở nên hoạt động tuần tra khá vất vả, nguy hiểm nhưng với tình yêu nghề, yêu màu xanh của rừng,
các cán bộ kiểm lâm ở đây luôn hết mình vì công việc, bảo vệ những cánh rừng đầu nguồn của địa phương. Cũng như tất cả các đồng chí khác là cũng muốn về sum họp gia đình, tuy nhiên là với cái việc là Đảng nhà nước giao thì và cũng là yêu nghề yêu rừng là cũng anh em cũng xác định cái trọng trách và cái nhiệm vụ được giao. Anh em tôi thì cũng vẫn thường xuyên động viên nhau và bản thân tôi là cũng gần 20 năm công tác là trong lĩnh vực bảo vệ rừng là cảm thấy cũng là một cái điều rất là vinh dự và bản thân cá nhân mình cũng đã được góp phần cái sức nho nhỏ của mình vào trong công tác bảo vệ màu xanh của núi rừng Na Hang. Nhiệm vụ gian nan vất vả là vậy, nhưng với trách nhiệm được giao và tình yêu thiên nhiên, yêu rừng, các anh vẫn tích cực cùng nhân dân bám rừng để bảo vệ màu xanh của đại ngàn. Thì thay mặt cho lãnh đạo chi cục cùng với các cái phòng ban của chi cục thì chúc các đồng chí trong chốt một năm mới sức khỏe, gia đình hạnh phúc, vui xuân nhưng mà không quên nhiệm vụ. Những ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo công tác cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Số bệnh nhân nhập viện tại khoa cấp cứu giảm nhiều so với những năm trước là đánh giá chung của bác sĩ trong 5 ngày nghỉ Tết vừa qua. Điều này cũng đã giúp cho các cán bộ y bác sĩ trực tiếp điều trị chăm sóc bệnh nhân trong dịp Tết được chu đáo hơn. Trong những ngày Tết vừa qua thì cái lượng bệnh nhân nhập khoa cấp cứu thì giảm hẳn so với mọi năm. Thì đặc biệt là những bệnh nhân về tai nạn giao thông giảm hẳn. Lượng bệnh nhân vào khoa cấp cứu chủ yếu liên quan đến bệnh nhân về tai biến mạch não, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Số bệnh nhân cấp cứu giảm nhưng lượng bệnh nhi nhập viện trong những ngày nghỉ Tết vẫn khá cao. Ngoài các bệnh phổ biến theo mùa thì các bệnh về tiêu hóa lại tăng trong dịp Tết. Để đảm bảo cho cái công tác điều trị trong những ngày Tết vừa qua thì chúng tôi cũng bố trí 2 bác sĩ trực Tết và 1 bác sĩ trực kèm để đảm bảo cái công tác điều trị cho các bệnh nhi. Để đảm bảo công tác tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong những ngày nghỉ Tết, bệnh viện đã tăng cường các ca trực, bố trí nguồn nhân lực hợp lý. Phòng thường trực cấp cứu làm việc 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận người bệnh trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, bệnh viện duy trì việc khám phân luồng người bệnh ngay từ cổng ra vào, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau Tết Nguyên đán, lượng rác thải tăng cao so với ngày thường. Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Quản lý Đô thị Tuyên Quang đã triển khai các biện pháp giữ gìn cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp. Chiều mùng 3 Tết, các công nhân của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Quản lý Đô thị Tuyên Quang đã bắt đầu quay trở lại công việc của mình. Sau 3 ngày Tết, lượng rác thải tăng cao nên những người công nhân môi trường cũng vất vả hơn. Xe này bắt đầu là xe thứ 2 rồi thì chắc phải còn tầm khoảng 2 xe nữa rồi xong. Lượng rác thải những ngày này tăng gấp 2 đến 3 lần. Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Quản lý Đô thị Tuyên Quang đã tăng cường cả về nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện công tác thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị xanh sạch đẹp. Cái lượng rác nó tăng lên rất là nhiều so với ngày bình thường. Và có thể là cũng phải tăng ca, nếu như bình thường khoảng là tầm 6 giờ là chúng tôi sẽ hoàn thiện công việc. Nhưng mà đối với những cái ngày này thì chúng tôi phải tăng khoảng tầm 9 giờ đêm thì có thể là mới hoàn tất được cái công việc. Hiện nay, các công nhân của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Quản lý Đô thị Tuyên Quang đang nỗ lực thực hiện việc thu gom, vệ sinh môi trường, không để xảy ra tình trạng điểm tập kết rác tự phát gây mất mỹ quan đường phố, nơi công cộng, góp phần xây dựng môi trường dân cư sạch đẹp. Từ chiều mùng 1 Tết, nhiều địa điểm vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại. Tuy nhiên thì tại các điểm vui chơi này vẫn còn nhiều người có tâm lý chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phản ánh của phóng viên. Đảo hoa cầu Tình Húc là một địa chỉ thu hút lượng lớn khách đến tham quan. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo cho du khách đến tham quan trải nghiệm tại đây, chủ cơ sở đã bố trí nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang cho khách và chủ động nhắc nhở, vận động du khách đeo khẩu trang khi đến tham quan vui chơi giải trí. Vào dịp Tết so với bình thường ấy thì lượng khách tăng khoảng tầm 5 đến 7 lần. Dịch Covid này thì bên mình đã có những cái biện pháp như là thấy khách nếu mà không có khẩu trang thì mình sẽ phát khẩu trang cho khách và có nước cồn khử khuẩn nữa. Và khách thì họ cũng trong cái mùa dịch thì họ cũng tự biết nên là họ đa số là đều đeo khẩu trang hết. Tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, lượng khách đến vui chơi trong dịp Tết rất đông.
Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều người không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để tham gia các hoạt động vui xuân an toàn, mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và mọi người. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Những nội dung tiếp theo của chương trình. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ Tết. Năm 2020, Việt Nam được chứng kiến một số robot Make in Việt Nam hết sức ấn tượng. Năm 2020 đã để lại dấu ấn quan trọng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Thành Hưng Tuyên Quang bằng việc đơn vị là một trong những nhà thầu chính tham gia thực hiện dự án sửa chữa cầu Thăng Long Hà Nội. Thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại và sản xuất thành công bê tông siêu tính năng UHPC đã mở ra những cơ hội phát triển mới của đơn vị. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Đình, Tổng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Thành Hưng Tuyên Quang về vấn đề này. Sau đây là nội dung của trao đổi. Trước hết xin trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ạ. Thưa ông, trong năm 2020 với việc mạnh dạn đầu tư cũng như ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất đã đem lại cho công ty những cái thành công như thế nào ạ? Trong năm qua thì công ty trách nhiệm đầu tư Thành Hưng đã vượt qua những khó khăn của cái thời kỳ Covid toàn cầu. Công ty cũng đã có những cái trách nhiệm và cái thành công và vinh dự to lớn là sửa chữa dự án mặt cầu Thăng Long đã thành công và thông xe được vào sử dụng. Đấy là niềm vui lớn nhất của những cán bộ, công nhân viên và người lao động thợ cầu công ty Thành Hưng. Nói về dự án này thì chúng tôi cũng muốn nhắc lại là cái sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty, sự nỗ lực của cán bộ, công nhân viên, đặc biệt các kỹ sư trong 5 năm qua đã nghiên cứu, ứng dụng và để đưa ra thực tiễn cái sản phẩm bê tông UHPC. Đây là một cái sản phẩm đã có nhiều năm trên thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam thì đây là một trong những cái công nghệ ứng dụng thiết bị đầu tiên có mặt ở Việt Nam cũng như là đầu tiên có mặt ở tỉnh Tuyên Quang. Năm 2019 thì chúng tôi đã tiếp cận ứng dụng và nhập thiết bị từ châu Âu để về xây dựng hoàn thành một cái nhà máy UHPC tại Tuyên Quang. Với cái ứng dụng khoa học kỹ thuật và với cái sự nghiên cứu dày dặn trong 5 năm qua, khi tiếp cận với dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long thì đơn vị là một trong những doanh nghiệp nhà thầu chính trong liên danh trúng thầu sửa chữa mặt cầu Thăng Long. Sửa chữa cầu Thăng Long thành công lần này là một cái vinh dự, trách nhiệm lớn của công ty chúng tôi. Với cái ứng dụng khoa học kỹ thuật, với cái sự đầu tư mạnh dạn về thiết bị, năng lực và đặc biệt nhất là sự cố gắng, quyết tâm vượt khó của toàn thể tập thể cán bộ, công nhân viên, các kỹ sư và những người thợ cầu trên công trình. Trên cơ sở thành công của cái dự án này cũng như là với việc ứng dụng thành công những cái tiến bộ công nghệ vào sản xuất bê tông siêu tính năng UHPC thì trong thời gian tới công ty sẽ có những cái sự phát triển như nào? Chúng tôi cho rằng đây là cái thành công bước đầu, cũng là một cái nền tảng để cho cái sự phát triển của công ty trong tương lai với cái sản phẩm này. Để làm tốt cái sản phẩm này, thứ nhất là chúng tôi tiếp tục nghiên cứu ra những cái cấp phối đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại công trình, cho
cho các công trình ứng dụng. Thứ hai nữa là về thiết bị và nâng cao cái trình độ năng lực của cán bộ công nhân viên trong đơn vị về vấn đề vận hành cũng như là liên quan đến những cái sản phẩm thiết bị do chúng tôi đưa ra. Cái thứ hai nữa là với cái công nghệ như thế này thì chúng tôi tin tưởng với cái thành công bước đầu của các dự án trên thì cái việc tiếp cận thị trường cũng như tiếp cận với các chủ đầu tư cũng như các đơn vị, các cái khách hàng là một điều hết sức cần thiết để chúng tôi giới thiệu cái sản phẩm của mình với những cái ứng dụng ưu việt có một cái sản phẩm bê tông USB-C. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn. Với sự nỗ lực của lực lượng công an toàn tỉnh thì tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được đảm bảo, giao thông thông suốt. Trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Tuyên Quang đã ra quân lập các chốt kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Chúng tôi đã bố trí các chốt tại các đầu đường vào thành phố để kiểm tra nồng độ cồn. Thì qua thực hiện mấy ngày Tết vừa qua thì thấy là ý thức người dân đã được nâng cao. Bên cạnh đó thì vẫn có người vi phạm nhưng mà cũng so với năm ngoái là cũng là rất ít rồi. Và cũng rất mong là người dân sẽ chấp hành nghiêm túc cái vấn đề là đã sử dụng rượu bia thì không được điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên đường. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng công an toàn tỉnh đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các lực lượng chức năng cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân cảnh giác phòng ngừa. Tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và các tuyến trọng điểm, đặc biệt là vào ban đêm. Trong quá trình tuần tra, tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm minh các cái đối tượng tụ tập, gây rối, tổ chức lạng lách đua xe đánh bóng trên đường bộ để đảm bảo an ninh trật tự. Tiếp tục đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông sau Tết là nhiệm vụ mỗi cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Năm 2020 là năm bùng nổ với tự động hóa và công nghệ robot trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều nước trên thế giới. Và tại Việt Nam, chúng ta cũng được chứng kiến một số robot Make in Việt Nam hết sức ấn tượng. Một trong những robot ấn tượng nhất có thể kể đến Trí Nhân được thiết kế với hình dạng của một chàng trai. Tích hợp các công nghệ về trí tuệ nhân tạo như nhận dạng giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Big Data điện toán đám mây. Trí Nhân có thể trả lời các câu hỏi ngắn gọn, cung cấp thông tin dưới dạng tra cứu, là trợ giảng hữu ích trong lĩnh vực giáo dục. Giúp tôi giải bài toán này. Bài toán của bạn là gì? Nguyên hàm của sin x nhân cos x. Kết quả là in sin x cos x dx bằng trừ 1/2 cos bình phương x cộng c. Tuy nhiên không phải là một trợ lý Google, robot Make in Việt Nam còn là một người máy truyền cảm hứng. Bởi trò chuyện với Trí Nhân khiến mọi người đều thấy thú vị trước sự giao tiếp linh hoạt, hài ước, biết đùa cợt và bắt những xu hướng mới nổi trên mạng xã hội. Còn đây là hai robot do sinh viên, giảng viên từ một trường đại học của Việt Nam sáng tạo. Cả hai robot với thiết kế và hình dạng khác nhau nhưng đều có tác dụng hữu ích trong diệt khuẩn bằng cả tia UVC, bằng dung dịch diệt khuẩn, giảm sự tiếp xúc của con người trong môi trường nhiều vi khuẩn. Cũng vô cùng hữu ích trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng. Đây là robot phục vụ cho khu cách ly, một sáng kiến của nhóm nghiên cứu từ Học viện Kỹ thuật Quân sự Bộ Quốc phòng. Mỗi robot có thể thay thế từ 3 đến 5 nhân viên y tế vận chuyển thức ăn, thuốc men, nhu yếu phẩm tới các buồng bệnh. Với trọng lượng tối đa từ 100 kg, robot còn có thể thực hiện việc vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, đồ giặt từ buồng bệnh ra khu tập kết và hỗ trợ giao tiếp từ xa giữa nhân viên y tế và bệnh nhân.
mọi hoạt động của hệ thống robot được điều khiển, giám sát bởi trung tâm điều hành. Thì chúng tôi sẽ phát triển ở mức độ nó cao hơn, tức là có thể là tự động di chuyển và kết nối rất nhiều robot với nhau trong từ một cái trạm điều khiển, và có thể là thay đổi cái chế độ hoạt động của robot theo một cái chương trình mà chúng ta mong muốn. Hữu ích, sáng tạo, những robot Make in Việt Nam cho thấy chúng ta đang từng bước làm chủ công nghệ robot thông minh và lĩnh vực tự động hóa. Điều này cũng gợi mở một hướng phát triển mới, hình thành một nền công nghiệp robot là điều cần thiết để góp phần giúp Việt Nam theo kịp cách mạng công nghiệp 4.0. Bắt đầu từ hôm nay, Hàn Quốc chính thức nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, cho phép các cơ sở công cộng như là rạp chiếu phim, công viên giải trí, học viện tư nhân và siêu thị hoạt động không giới hạn thời gian. Các nhà hàng, quán cà phê, phòng tập thể dục, phòng hát và phòng tiệc trên địa bàn thủ đô có thể mở cửa đến 10 giờ tối, tức là muộn hơn 1 giờ so với trước đây. Đám cưới và đám hiếu ở khu vực Seoul sẽ có thể tổ chức tối đa 99 người, tăng so với giới hạn hiện tại là 49 người. Trong khi đó, nước này ghi nhận báo cáo 344 trường hợp mới nhiễm, giữ nguyên 300 trường hợp trong ngày thứ 3 liên tiếp. Trong số các trường hợp mới, 323 trường hợp lây truyền trong nước và 21 trường hợp từ nước ngoài. Australia cho biết nước này vừa đình chỉ dự án bong bóng du lịch, trong đó cho phép người dân đi du lịch mà không phải cách ly với nước láng giềng New Zealand, sau khi 3 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng được phát hiện tại Auckland, New Zealand vào cuối tuần qua. New Zealand hôm qua đã phong tỏa thành phố lớn nhất của nước này sau khi phát hiện một số ca mắc mới trong cộng đồng. Đây là lần đầu tiên trong gần 6 tháng qua chính quyền New Zealand ban bố lệnh trên Auckland. Thủ tướng Ardern cho biết mức cảnh báo tại Auckland sẽ được nâng lên cấp 3 và các nơi khác sẽ bước vào mức cảnh báo cấp độ 2. Cùng ngày, Giám đốc Y tế của Australia Paul Kelly đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp và quyết định tất cả các chuyến bay từ New Zealand sẽ được xếp là các chuyến bay từ vùng đỏ và hành khách buộc phải cách ly trong khách sạn. Bong bóng du lịch được thiết lập để người dân New Zealand có thể đi du lịch Australia mà không cần phải cách ly 14 ngày trong khách sạn. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã nâng các biện pháp hạn chế để phòng dịch lên cấp độ 2, theo đó đóng cửa các địa điểm công cộng và cấm tụ tập bên ngoài gia đình, trừ đám cưới, tang lễ được phép không quá 10 người. Tây Phi lại đang phải đối mặt với dịch bệnh Ebola, với 7 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 3 trường hợp tử vong, đã được ghi nhận vào ngày 14 tháng 2 tại Đông Nam Guinea, nơi bắt đầu bùng phát đợt dịch tồi tệ nhất trong lịch sử do virus này gây ra trong giai đoạn 2013-2016. Tại Algeria, hiện cả thế giới chưa biết bao giờ mới kết thúc đại dịch COVID-19, thì dịch bệnh Ebola dường như đã quay trở lại Tây Phi. Tuy nhiên, chính quyền Conakry và WHO cho rằng khu vực này đã được trang bị tốt hơn so với 5 năm trước, đặc biệt là nhờ vào tiến bộ trong công tác tiêm chủng để đối phó với dịch bệnh do virus Ebola. Dịch bệnh này xuất hiện lần đầu tiên tại Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 1976 và nó vẫn thường xuyên tái xuất hiện ở quốc gia này. Về phần mình, đại diện của WHO cho biết tổ chức này sẽ triển khai các nguồn lực một cách nhanh chóng và đảm bảo các liều vaccine cần thiết sẽ được cung cấp càng nhanh càng tốt. Các nhà khảo cổ đã công bố phát hiện một xưởng sản xuất bia quy mô lớn có thể lên tới 5.000 năm tuổi ở miền Nam Ai Cập. Phần còn lại của xưởng sản xuất bia bao gồm một dãy thùng để lên men được tìm thấy tại địa điểm Abydos bởi các chuyên gia khảo cổ từ Ai Cập và Mỹ, do tiến sĩ Matthew Adam tại Trường Đại học New York dẫn đầu. Trong một tuyên bố trên Facebook, Bộ Cổ vật Ai Cập nhấn mạnh đây là cơ sở sản xuất bia quy mô lớn lâu đời nhất từng được khai quật trên thế giới. Các nhà khảo cổ Anh cho biết về sự tồn tại của nhà máy sản xuất bia cổ đại vào đầu thế kỷ 20, nhưng vị trí của nó chưa bao giờ được xác định chính xác. Phát hiện mới này là lần đầu tiên cấu trúc bên trong của công trình được tiết lộ. Sáu mươi giây cập nhật.
Liên quan đến bệnh nhân nam số 2229, 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, chuyên gia công ty trách nhiệm hạn Mitsui Việt Nam, được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn vào chiều qua 13 tháng 2 tại khách sạn Sunset West Point, quận Tây Hồ, Hà Nội, dương tính với SARS-CoV-2. Ngành Y tế Hà Nội thông báo những ai từng gặp, từng đến 7 địa điểm cùng thời điểm với bệnh nhân cần liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại 0969 082 115 hoặc 0949 396 115. 7 địa điểm liên quan đến bệnh nhân này gồm khách sạn Ibis thành phố Hồ Chí Minh đêm 31 tháng 1, chuyến bay VN254 từ 11 giờ đến 13 giờ 20 phút ngày 1 tháng 2 từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, khách sạn Sunset West Point số 2 đường Tây Hồ Quảng An, quận Tây Hồ từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2, tòa nhà Sun Red River số 23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, phòng 903 và nhà hàng Tokyo Red Green tầng 2 từ 12 giờ đến 13 giờ ngày 2 tháng 2. Nhà hàng Hachizuhachi số 168 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, từ 18 đến 20 giờ ngày 3 tháng 2. Phòng khám bệnh Raffles Medical số 51 Xuân Diệu, Quảng An, quận Tây Hồ, sáng 4 tháng 2 và ngày 8 tháng 2. Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, quận Ba Đình, từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 5 tháng 2. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh.